Vâng, và đây chính là nhân vật được xuất hiện từ đầu clip tới giờ. Thì tại sao có sự xuất hiện của nhân vật này ở đây? Thì đó cũng là một cái câu chuyện buồn. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi mà tôi đang dựng video ở trên cái chiếc máy tính thân yêu của tôi ấy, thì bỗng cái tòa nhà tôi đang ở nó bị mất điện. Đấy. Và sau khi mà có điện lại thì cái chiếc màn hình cong của tôi nó đã bị chết bất đắc kỳ tử từ lúc nào mà tôi không hay. Và khi mà tôi mang đến tất cả các cái tiệm ở Hà Nội này, tất nhiên nó đã bị hết bảo hành rồi và hãng thì không nhận lại nữa. Khi mà tôi mang đến tất cả các tiệm ở Hà Nội này thì họ đều không nhận, bởi vì một chiếc màn cong mà sẽ rất là khó để có thể nhập linh kiện về và sửa chữa. Đó, thì tôi đã quyết định là bán giã xác cái chiếc màn hình đó với giá 500.000. Và cũng vì thế mà có sự xuất hiện của nhân vật này ở đây. Và không biết các bạn khi mà việc đầu tiên các bạn mua màn hình về sẽ làm gì? Còn với một người chuyên làm ảnh và video như tôi ấy, thì việc đầu tiên sẽ là phải cân màu cho chiếc màn hình này cho nó chuẩn. Và hôm nay thì tôi có mang ở đây một thiết bị cân màu màn hình rất là mới đến từ nhà Data Color, đó là chính là chiếc Spider X Pro. Thì nếu như các bạn chưa biết về Data Color ấy, thì trước đây tôi có làm một clip về chiếc Spider 5 mà tôi sẽ để nó ở phía góc màn hình đâu đó quanh đây này đó. Các bạn có thể click vào và xem lại để hiểu biết thêm về ứng dụng cân màu màn hình. Thì đầu tiên thì tôi vẫn xin nhắc với các bạn là Tokyo Camera vẫn áp dụng chương trình cân màu màn hình miễn phí tại cửa hàng, và các bạn có thể mang trực tiếp tới cửa hàng. Ở Hà Nội chúng ta có 948 Trương Định, và ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có 520 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, chúng ta có thể mang màn hình qua ngay hôm nay để có thể cân màu màn hình miễn phí. Và các bạn đừng quên nhấn like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm những video tiếp theo. Và chúng ta cùng bắt đầu nào. Ok, và cái chiếc Spider X Pro này thì có khác biệt gì so với chiếc Spider 5 mà trước đây tôi đã làm clip? Thì chiếc Spider X Pro này có một cái sự cải tiến vô cùng là đáng kể, đó là nó đã được sử dụng cái cảm biến cân màu là cảm biến thấu kính, giống như là chiếc camera vậy, chứ còn không còn dùng cái cảm biến lưới như là trên chiếc Spider 5 nữa. Đó, cái cảm biến thấu kính này nó có cái lợi ích gì? Thứ nhất, nó giúp chúng ta cân màu rất là chuẩn và rất là nhanh. Thứ hai là nó không bị bám bụi bẩn lên giống như là cái cảm biến lưới trên chiếc Spider 5 ấy. Nếu mà để lâu ngày nó có thể bám bụi bẩn lên và cái độ chính xác nó sẽ không còn được như ban đầu nữa. Đó là một cái cải tiến vô cùng đáng kể trên chiếc Spider X Pro này. Và cái cấu hình tối thiểu yêu cầu để mà có thể sử dụng được cái thiết bị cân màu này thì nó sẽ vô cùng là thấp thôi. Và chúng ta hầu hết là tất cả anh em nào sử dụng máy tính đều có thể cân màu màn hình được. Đó, và vừa sáng nay thì mình đã có cân màu cho một ông bạn sử dụng con MSI. Thật sự là con màn hình nó xanh le xanh lẹt, xanh không thể nào mà nhìn ra được nữa, lạnh như là Nam Cực luôn. Đấy, khi mà mình cân màu lại thì mọi thứ đã rất là chuẩn. Và bây giờ thì mình sẽ test trực tiếp ở trên cái con màn hình mới này của mình luôn. Con màn hình này thì mình chưa cân màu, và không biết là sau khi mà cân lại thì liệu nó có được như chúng ta mong đợi hay không. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Ok, và bây giờ tôi sẽ mở hộp nó ra và cùng xem qua cái thiết bị cân màu của chúng ta. Đây là cái vỏ hộp nó. Trong này thì có một số những cái thông tin cho chúng ta support Data Color này. Đó, ở mặt sau này thì nó sẽ có cho chúng ta một cái đường link. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ vào đây. Một cái đường link. Đây là cái đường link chúng ta có thể download software về. Đó, và bây giờ tôi sẽ vào truy cập vào đây và bắt đầu download software. Và trong này sẽ là cái con bọ cân màu màn hình của chúng ta. Màu trắng, trắng đỏ rất là thanh lịch, đúng không? Và tôi sẽ mở nó ra. Đây sẽ là cái cảm biến thấu kính cải tiến trên chiếc Spider X Pro. Đó. Và tất nhiên rồi, mặt sau thì nó vẫn sẽ có cho chúng ta một cái cảm biến ánh sáng để nó có thể đo được ánh sáng môi trường trong phòng và đưa ra một cái mức ánh sáng cho màn hình làm sao để phù hợp với mắt của chúng ta nhất và có một cái độ hiển thị màu sắc tối ưu nhất. Đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào và download software về và thử cân màu trên con màn hình mới của tôi xem sao. Thật ra thì sếp order clip này từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà tôi vẫn cố để dành đến tận hôm nay để có thể đi mua một con màn hình mới về và đầu tư luôn, làm clip hẳn hoi cho anh em luôn, làm con clip đâu đó có hơn 5 củ thì thôi mà. Đây, ở bên này nó sẽ có hai phần cho chúng ta.
SpiderX Pro và SpiderX Elite thì tôi đang sử dụng bản SpiderX Pro. Và nó sẽ có hai phiên bản hệ điều hành là Windows và macOS. Đó, chúng ta sẽ chọn vào Windows và download về. Chúng ta sẽ phải chờ một lúc để máy có thể tiến hành download. Tôi đang rất háo hức không biết là sau cái cân màu thì cái màn hình của tôi nó sẽ như thế nào. Và có một lưu ý cho chúng ta là khi mà chúng ta cân màu ấy, chúng ta sẽ hạn chế tất cả các cái ánh sáng được hắt trực tiếp vào màn hình, chúng ta sẽ phải tắt hết đi. Đó, và thứ hai đó là chúng ta sẽ phải khởi động màn hình tối thiểu là 30 phút trước khi mà chúng ta thực hiện cân màu để màn hình có thể làm ấm lên để cho được những cái thông số màu nó chuẩn nhất. Chắc chắn là trong chúng ta thì không còn xa lạ gì về cái độ quan trọng của màu sắc của màn hình, đúng không nào? Màu sắc của màn hình là một cái yếu tố vô cùng là quan trọng trong làm video cũng như là làm ảnh. Chỉ cần nó sai lệch đi một chút thôi, ví dụ như là màn hình chúng ta hơi bị ám xanh một chút, khi mà chúng ta kéo ảnh lại để mà nhìn cho nó vừa mắt chúng ta nhất, thì trên một cái màn hình chuẩn nhìn vào cái màu đó nó sẽ bị rất là vàng đó. Khi mà hoặc là màn hình chúng ta bị ám vàng, kéo lên màu sắc ra sẽ rất là bị xanh. Cho nên là cái việc màu sắc của màn hình có chuẩn hay không, nó là một yếu tố vô cùng là quan trọng. Ok, vậy là quá trình download đã hoàn tất rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Thì ở bước này tôi sẽ quay màn hình để anh em có thể nhìn thấy được rõ hơn. OBS Studio. Tôi sẽ tiến hành quay màn hình cho anh em có thể quan sát được rõ hơn nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt phần mềm. Thì cái việc cài đặt nó cũng tương tự như là trên chiếc Spyder 5, rất là đơn giản, tương tự như tất cả các phần mềm của Datacolor thôi, hay là tất cả các phần mềm khác của Windows. Cài đặt vô cùng là đơn giản, chúng ta chỉ cần next mà không cần quan tâm một cái gì cả, chỉ cần next. Anh em cài đặt phần mềm của Windows cũng đặng thế mà. Và chờ một chút cho quá trình cài đặt hoàn tất là chúng ta có thể tiến hành cân màu được rồi. Ok, vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất rồi. Next. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở ra màn hình chính. Và đây, nó đã có ứng dụng ở ngoài màn hình chính của chúng ta rồi. Tiến hành mở lên. Và bây giờ thì trong cái phần sensor này, nó sẽ cho phép chúng ta lựa chọn chiếc SpiderX. Đó. Ok, và cái phần này chúng ta không cần phải quan tâm cho lắm, cứ ok thôi. Sau đó thì đó, chiếc SpiderX Pro này đã được active rồi, chúng ta sẽ không cần phải active lại nữa. Finish luôn. Yes. Chờ một chút cho máy nó check update và chúng ta sẽ được mở ứng dụng đây luôn. Đây, như là ban nãy tôi đã có nói, thì chúng ta sẽ phải tích vào tất cả các cái này. Nếu mà đã thực hiện xong, đầu tiên sẽ là warm up tức là chúng ta sẽ phải để cho màn hình máy tính của chúng ta hoạt động ít nhất là 30 phút trước khi mà chúng ta thực hiện cân màu. Đó, thứ hai, chúng ta sẽ không được để cho một cái ánh sáng nào nó chiếu trực tiếp vào màn hình trong quá trình chúng ta cân màu. Đó, thứ ba là chúng ta sẽ reset tất cả các cái setting của màn hình về gốc. Và thứ tư là connect chiếc SpiderX Pro của chúng ta vào máy tính. Và tôi đã thực hiện xong hết tất cả các bước này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tích hết vào các cái bước này. Nếu mà chúng ta thực hiện xong thì chúng ta sẽ cùng tích hết vào đây. Đó, và next. Chúng ta đang sử dụng màn hình desktop, cho nên chúng ta tích vào phần desktop đây. Next tiếp. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái màn hình mà tôi đang sử dụng. Thì tôi đang sử dụng một chiếc màn hình của Acer. Đây rồi, ngay đầu tiên luôn. Next tiếp nào. Nó hỏi là chúng ta đây, ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn, đó là cân ánh sáng màn hình và cân cái nhiệt độ màu. Thì tôi sẽ chọn cả hai cái luôn. Quiet. Ok, next đi. Và chúng ta sẽ chọn là full calibration, tức là nó sẽ cân lại hết tất cả mọi thứ của chúng ta luôn. Đó. Next. Ok, và bây giờ tôi sẽ phải tắt những cái bóng điện được chiếu trực tiếp vào màn hình đi. Tôi phải tắt đi. Lát nữa thì chúng ta sẽ bật lại. Để tắt đi nó sẽ khá là tối.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cân màu nhá. Ok. Và next. Bây giờ thì máy đã bắt đầu tiến hành quá trình cân màu. Chúng ta sẽ chờ trong một chút. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Ok. Vậy là quá trình cân màu đã hoàn tất rồi. Ở đây là cái màn hình mới của tôi xong rồi đã được cân màu xong. Chờ tôi một chút, tôi sẽ bật lại hết các con bóng điện. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ phải lưu tất cả các cái thông số màu này lại vào một cái file. Rồi, xong. Nó sẽ lưu ở trong cái file này. Next. Đây là trước và sau khi chúng ta cân màu. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt trực tiếp trên camera luôn, đã thấy rồi đúng không? Đó, màn hình nó sẽ không còn ám xanh như trước nữa. Đây là cái màn hình cũ này. Và đây là cái màn hình mới. Màu sắc rất là mịn và nó không bị ám xanh. Và sẽ next. Đó. Và ở đây máy nó đã báo là chúng ta đã được cân chuẩn đến 92% so với cái hệ màu sRGB. Đã rất là chuẩn rồi. Ok, vậy là quá trình cân màu màn hình chúng ta đã được hoàn tất và chúng ta bây giờ có thể tha hồ làm ảnh cũng như làm video mà không còn sợ sai lệch màu nữa. Thật sự tôi rất là hài lòng với con bọ cân màu màn hình này mới của Spider. Nó thật sự cho chúng ta một cái kết quả rất là kinh ngạc. Màu sắc nó thực sự là chuẩn luôn chứ không phải là có một cái độ sai lệch so với chiếc Spider 5 nữa. Màu con này thực sự là chuẩn luôn đấy. Và cái thứ hai đó là nó cân được rất là nhanh, chỉ trong khoảng một chút thôi là nó đã cân xong rồi chứ không bị lâu như là chiếc Spider 5. Đó là điều tôi rất là thích trên chiếc Spider X Pro này. Và chúng ta ngay ngày hôm nay chúng ta có thể mang máy tính của chúng ta đến Tokyo Camera 9.48 Trương Định hoặc 520 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để được cân màu miễn phí ngay hôm nay. Bác máy đến cân màu và ăn Tết thôi nào. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm những video tiếp theo. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.